phân hạng VF6, VF7 nóng, hãng xe lớn nhất châu Âu quyết đánh phá nhưng VinFast sẽ đi trước vài năm. Phân khúc xe điện dưới 40.000 USD tại Mỹ sẽ nóng lên trong thời gian tới khi Volkswagen sẽ mang xe tới cạnh tranh. Cách đây chưa lâu, VinFast đã tổ chức một buổi gặp gỡ với các nhà phân phối tương lai tại Mỹ. Nhân sự kiện này, chuyên gia kỳ cựu ngành xe tại Mỹ, ông Doug Hill cũng đã có nhận định về các sản phẩm và VinFast sẽ mang tới đây. Ông Doug Hill dự đoán VinFast VF6 và VF7 sẽ có giá lần lượt 30.000 USD, 730 triệu đồng và 37.000 USD 900 triệu đồng. Cũng theo ông, hai mẫu xe này được quy hoạch trong vị trí rất thuận lợi khi có mức giá dưới 40.000 USD 973 triệu đồng. Được biết, chuyên gia Doug Hill cũng đang là cố vấn cho VinFast tại thị trường Mỹ. Một điều đáng nhắc tới là doanh số xe điện tại Mỹ đang có dấu hiệu giảm sút. Xét trên tình hình chung, xe điện vẫn tăng trưởng nhưng tốc độ tăng thì chậm rõ rệt khi so sánh với tốc độ của năm ngoái. Một trong những lý do được đưa ra là bởi hầu hết nhóm khách hàng Early Adapters đã có xe cho mình. Các hãng muốn tăng doanh số thì cần thuyết phục nhóm khách khác Early Majority. Trong khi nhóm Early Adapters sẵn sàng thử nghiệm công nghệ mới và không phiền với những lỗi vặt của sản phẩm khi vừa được phát triển, nhóm Early Majority lại có yêu cầu rất khác. Theo nhận định của giới chuyên gia, Early Majority thực tế và lý trí hơn. Để bán được xe cho nhóm này, các hãng cần có sản phẩm ở mức giá vừa tầm hơn. Trên thực tế, xe điện giá phổ thông là phân khúc mà nhiều nhà sản xuất xe đang chú trọng. Tesla đã nhiều lần hé lộ kế hoạch sản xuất một mẫu xe nhỏ hơn Model 3, có mức giá khoảng 25.000 USD. So với Tesla Model 3, Model 2 sẽ có quãng đường di chuyển lẫn công suất phù hợp với những người chỉ di chuyển trong nội thành. Trong khi đó, Tesla Model 3 có công suất chẳng kém xe thể thao. Quãng đường di chuyển tối đa mỗi lần sạc khoảng 500 km khiến chiếc xe có phần dư thừa so với nhu cầu đi lại hàng ngày trong phố. Không chỉ có Tesla, Volkswagen cũng đang phát triển những mẫu xe điện nhỏ và khớp với nhu cầu của những người cần phương tiện đi phố. Đó là Volkswagen ID.1 và ID.2 On với mức giá dự đoán lần lượt là 20.000 USD, khoảng 486 triệu đồng và 27.000 USD 656 triệu đồng. Tại Mỹ, Volkswagen hãng xe lớn nhất châu Âu về doanh số, mới đây đã hé lộ kế hoạch bán một mẫu xe điện mới với mức giá dưới 35.000 USD 851 triệu đồng. Dù xe điện tại Mỹ có dấu hiệu giảm nhiệt nhưng phó chủ tịch và giám đốc chiến lược của tập đoàn Volkswagen tại Mỹ, ông Ryan Fisher cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng. Trao đổi với Reuters, ông Fisher cũng cho biết rằng mẫu xe điện giá dưới 35.000 USD sẽ được sản xuất tại Mỹ hoặc Mexico. Cùng với đó, binh sử dụng trên mẫu xe cũng sẽ sản xuất tại khu vực. Điều này cốt để khớp với tiêu chí nhận hỗ trợ theo đạo luật IRA của Mỹ. Với IRA, khách hàng khi mua các mẫu xe đạt tiêu chí sẽ được chính phủ Mỹ hỗ trợ lên tới 7.500 USD, giúp xe điện thêm phần hấp dẫn so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, kế hoạch của Volkswagen sẽ chưa diễn ra trong thời gian gần. Theo chia sẻ của giám đốc chiến lược Ryan Fisher, mẫu xe điện giá dưới 35.000 USD sẽ có mặt tại Mỹ trong từ 3 đến 4 năm tới. Đối với VinFast, hãng xe điện Việt đã từng giới thiệu tới toàn thế giới giải sản phẩm của mình tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES năm 2021. Dàn xe của VinFast trải từ xe hạng A đến E với 5 mẫu, tương ứng với tên gọi từ VF5 đến VF9. Tới nay, mẫu VF6 đã chính thức nhận đặt cọc tại Việt Nam từ ngày 20 tháng 10 vừa qua. VinFast VF7 được dự đoán sẽ bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2024. Tại Mỹ, VinFast không chỉ định nhập khẩu, hãng xe Việt có thể sẽ sản xuất VF6 và VF7 tại nhà máy của hãng ở bang North Carolina từ năm 2025. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.